Bạch Thế Tôn vì ngã không biên giới nên địa giới không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên địa giới không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì ngã không biên giới nên thủy hỏa phong không thức giới không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thủy hỏa phong không thức giới không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên vô minh không biên giới phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên vô minh không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không biên giới phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên bố thí ba la mật đa không biên giới phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bố thí ba la mật đa không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh ngự, bát nhã ba la mật đa không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới, nên tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên pháp không nội không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì và nói vì ngã không biên giới, nên Pháp không nội không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt giáo là không, không biên giới là không, nên rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản Tánh, pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới nên Pháp không ngoạn, cho đến Pháp không không tánh tự tánh không biên giới là rốt giáo thanh tịnh. Này thiện hiện vì rốt giáo là không, không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh, bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên chân như không biên giới, Phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên trơn như không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ không biên giới phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên thánh đế khổ không biên giới phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thánh đế khổ không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì ngã không biên giới nên thánh đế tập diệt đạo không biên giới phật dạy như vậy là rốt giáo thanh tịnh bạch thế tôn vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thánh đế tập diệt đạo không biên giới là rốt giáo thanh tịnh này thiện hiện vì rốt giáo là không không biên giới là không nên rốt giáo thanh tịnh